Hôm nay mình lại làm clip để giới thiệu cho các bạn một chiếc xe đến từ thương hiệu Anh Quốc. Là chiếc Land Rover HSE phiên bản thùng to. Thì hôm nay chiếc xe này sản xuất 2015. Thì hôm nay mình sẽ làm clip để giới thiệu cho các bạn về tổng thể chiếc xe. Giới thiệu cho anh em về phần đầu của chiếc xe. Phần đầu của con Land Rover thùng to này thì theo như mình thấy thì nó khá là đẹp, rất là khỏe khoắn và gấu. Đầu được nhà thiết kế với cái phần đầu với mặt lưới tản nhiệt to, hai đèn Michelin hai bên cùng với giải đèn LED khá là đẹp. Bên dưới thì có hai cái hốc lẹp carbon ở hai bên tạo điểm nhấn cho chiếc xe. Đã là trông rất là khỏe khoắn không anh em? Đó. Mời anh em xem đèn LED và ghi xe lông của chiếc Land Rover thùng to. Và đây là mặt ca lăng. Trên mặt ca lăng thì có in dòng chữ Land Rover. Rất đẹp. Ở dưới này thì có hai cái đèn gầm anh em nhé. Hai cái đèn gầm, hai bên. Dưới này thì nó có tạo một cái khe hốc gió rất đẹp. Theo mình đánh giá tổng thể thì cái đầu của Land Rover này mình cho 10 điểm, quá đẹp anh em ạ. Mời anh em đi ra thân xe đi. Thân xe đây, phiên bản này là phiên bản to các bạn nhé. Đây là trông xe rất là to cao, rộng rãi. 5 chỗ con này đã được độ lên full autobio, đã lên bộ vành của autobio các bạn nhé, bộ vành 20 inch. Ở thân xe thì có một cái bốn cái vạch mạ chrome ở đây tạo điểm nhấn cho chiếc xe, thêm sự sang trọng và khỏe khoắn. Bên dưới thì là mạ chrome trải dài đặc biệt. Đó, đây thì là gương tích hợp xi nhan và có cả cảnh báo ở trên gương anh em nhé. Rất to và đẹp đúng không anh em? Giờ mình mời anh em đi xuống phần đuôi xe. Phần đuôi xe của chiếc Land Rover to thì mình cũng đánh giá phần đuôi xe của nó 10 điểm, quá đẹp anh em ạ. Nó thiết kế theo hình hộp vuông, tạo nên sự khỏe khoắn và sang trọng. Chiếc xe rất là ngầu đúng không anh em? Đằng sau này thì cũng có dán chữ Land Rover. Bên dưới này thì có dán phiên bản autobio, chiếc này là bản HE đã được độ full autobio anh em nhé. Còn đây là giải đèn hậu, đèn hậu của chiếc Land Rover có hai đến giải đèn led màu đỏ chạy vòng tròn, và bên trong thì là những tia đèn led đèn hậu khá là đẹp. Anh em nhìn xem kỹ sau rất là tinh tế. Mình bảo luôn cốp cho anh em xem nhá. Bảo luôn cốp cho anh em xem luôn. Land Rover cốp 2 lớp anh em nhá. Cốp 2 lớp. 2 lớp. Đó anh em nhá. Thì cốp thì con này không phải bàn rồi, quá là rộng rồi. Con này để cho một gia đình 5 người thì mình nghĩ là nó dùng quá thừa thãi. Rộng rãi rồi, cốp cũng là để đồ khá là rộng. Có tiện mình bấm trên này thì có thể đóng cả hai anh em nhé. Đó. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ mời anh em đi vào bên trong nội thất chiếc xe để xem. Đó, có bậc đỡ chân anh em nhé. Con này full autobio, có cả bậc đỡ chân này. Cửa thì được ốp gỗ ốc chó các bạn nhé, rất là sang trọng. Đây toàn bộ là bọc da hết các bạn nhé, bọc da. Chỉnh gương, chỉnh kính ở trên này hết anh em nhé. Loa Meridian, thương hiệu loa nổi tiếng đến từ Anh Quốc. Mình giá loa Meridian nó thuộc dạng gần như là top 1 anh em ạ. Chất lượng loa quá là hay rồi. Cái lẫy mở cửa đây nó cũng bằng mạ chrome anh em nhé. Rất là sang trọng. Ngồi với anh em mời vào khoang nội thất. Anh em xem chung với khoang nội thất. Trước tiên thì ở đây có cái hốc điều hòa này,
và đó. Và đây thì vô lăng, vô lăng của Land Rover. Em để xem màn hình điện tử hết anh em nhé, màn hình điện tử. Vô lăng được tích hợp các chức lăng và ốp gỗ ốc chó, rất là sang trọng. Vô lăng 4 chấu anh em nhé. Đó, bên này thì có xi nhan và bên kia là cần giảm mưa. Đây là màn hình trung tâm của chiếc Land Rover. Màn hình cảm ứng rất đẹp, bên dưới thì có 3 cái đường xoay điều khiển điều hòa. Con này là bản full đồ anh em nhé. Đây là có massage 4 ghế, 3 màn hình, điều hòa trần, hộp lạnh, đầy đủ không thiếu gì anh em nhé. Như bản Autobio luôn, con này độ lên Autobio là như Autobio luôn. Đây, thế này là phần mà điểm nhờ và điểm số xoay khi nhanh bổng máy lên nó sẽ đẩy lên và khi nhanh cắt máy lên tầng cuối cắt được như là người vừa. Đây là các chế độ chạy, chế độ lưng hạ gầm chuyên trượt. Đây thì mình có một cái đẩy ra cốc, tất cả đều được làm gỗ ốc chó anh em nhé, gỗ ốc chó anh em nhé. Đây cũng gỗ ốc chó, tất cả gỗ ốc chó. Ghế thì rất là rộng rãi, có massage. Đây thì là cái bệ để tay, dưới bệ để tay thì là có hộp sạc và hộp lạnh. Ghế rộng rãi, màu trắng rất kem anh em nha, rất hot. Rồi ok, mình sẽ mời anh em xuống dưới để xem. Rồi, đây là khoang sau của Land Rover, phần to anh em nhá. Khá là rộng rãi đúng không anh em? Con này là bản full nên là chỉnh điện 4 ghế anh em nhé, chỉnh điện 4 ghế. Trắng rất kem, rất rộng rãi. Cửa sổ trời panorama, điều hòa trần, 3 màn hình. Đây có điều hòa bốn đường lạnh phía sau. Rất là rộng rãi. Mình cao 1m75, rồi còn khá rộng rãi này. Đó, để mình sẽ vô với anh em nhé. À mà đây có cả những cái trước cái bệ tay, cái bệ đê tay. Chiếc xe này hiện tại bên mình đang bán với giá là 4 tỷ anh em nhé, 2015. Phiên bản Land Rover HSR thùng to, từ full lên Autobio, phiên bản full đồ. Con này máy 3.0 anh em nhé, máy 3.0. Trắng rất kem rất hot. Bên mình bán với mức giá là 4 tỷ. Anh em có nhu cầu mà sở hữu chiếc xe thì xin kết thúc cái video tại đây. Hẹn anh em vào những video tiếp theo anh em nhé. Bye bye anh em.